Chào mừng các bạn đến với kênh YouTube của Viettel Store TV. Như đã biết thì Android và iOS là hai nền tảng di động lớn nhất thế giới hiện nay. Và hiển nhiên là chúng ta luôn được dịp để đem hai ông lớn này ra so kè nhau, xem là bên nào đỉnh hơn, đáng sở hữu hơn khi xét trên nhiều phương diện. Bên cạnh những tính năng và sự khác biệt căn bản thì Android và iOS cũng có những sự khác biệt lớn về mặt ứng dụng. Như là trong video ngày hôm nay thì Viettel Store TV sẽ cùng giới thiệu đến với anh em những ứng dụng Android có thể nói là chất như nước cất mà người dùng iOS sẽ khó có thể có được trên thiết bị của mình mà chỉ có thể nhìn bằng ánh mắt ghen tị mà thôi. Vậy những ứng dụng được đề cử là gì? Hãy cùng mình điểm danh ngay bây giờ và các bạn cũng đừng quên theo dõi và hưởng ứng những chương trình khuyến mại đầy hấp dẫn luôn được cập nhật ở link mô tả ngay dưới video này nhé! Trước hết hãy cùng nói về ứng dụng biến màn hình home điện thoại thành bảo tàng nghệ thuật. Chúng ta sẽ cùng đến với đề cử đầu tiên là Muse. Đây là một ứng dụng hình nền động cho phép bạn đổi màn hình home của điện thoại sang các tác phẩm nghệ thuật nổi tiếng mỗi ngày. Ứng dụng được phát hành miễn phí trên Play Store. Thứ hai là ứng dụng tùy biến đèn LED để hiển thị thông báo. Nếu điện thoại của bạn có đèn LED dùng để thông báo các tin nhắn mới, LiveFlow sẽ giúp bạn gắn một màu đèn nào đó cho từng loại thông báo như là tin nhắn này, email, cuộc gọi hay là lịch nhắc việc. Thậm chí là bạn có thể gắn một màu riêng để thông báo khi nào điện thoại sắp hết pin để đem đi sạc. LiveFlow được phát hành miễn phí và bạn có thể tải về trong link ở phần mô tả. Thứ ba đó là ứng dụng tìm và tải file torrent trên smartphone. Torrent là một ứng dụng sử dụng giao thức mạng ngang hàng giúp bạn tìm và tải file torrent trên smartphone một cách dễ dàng. uTorrent được phát hành hoàn toàn miễn phí trên Google Play Store. Thứ tư đó là ứng dụng vừa nhắn tin vừa xem video trên smartphone. Đã bao giờ bạn muốn vừa có thể chat chip với bạn bè này, vừa làm công việc khác trên smartphone như là xem phim? Thì Hoverchat sẽ giúp bạn làm điều đó một cách rất dễ dàng. Ứng dụng cho phép bạn thu nhỏ kích thước cửa sổ chat cũng như là mở cửa sổ để từ đó dành không gian cho app thứ hai. Hoverchat được phát hành miễn phí trên Play Store. Thứ năm đó là ứng dụng cho phép bạn tùy biến điện thoại theo thói quen. Local là một ứng dụng giúp bạn tự động thực hiện một tác vụ nào đó, cho phép bạn tùy biến điện thoại tùy thuộc vào việc bạn ở đâu, điện thoại bạn đặt như thế nào. Ví dụ như là khi bạn đến công sở làm việc vào buổi sáng, thì Local sẽ giúp bạn tự động tắt chuông để tập trung vào công việc, hay là khi pin chỉ còn 20%, thì Local sẽ giúp bạn giảm độ sáng màn hình để tiết kiệm pin. Ứng dụng có giá bán là 9,99 USD trên Play Store. Tiếp theo nằm trong danh sách này đó là ứng dụng tạo widget. Nổi tiếng nhất chắc chắn là UGCW khi cho phép bạn tự tay thiết kế để tùy biến màn hình home điện thoại. Ứng dụng cung cấp rất nhiều skin sẵn để bạn tạo widget và bạn đơn giản chỉ cần chọn một trong số đó. Bạn cũng được chọn để widget hiển thị gì với các tùy chọn là gồm tin nhắn, ảnh, thời tiết, đồng hồ, lịch, thông tin về pin của gọi nhỡ, Gmail. UGCW thì được phát hành miễn phí trên Play Store. Và cuối cùng là một trình quản lý file thực sự, Sliding Explorer, là một trong những trình quản lý file hay nhất trên Android hiện nay. Ứng dụng hỗ trợ xem ảnh preview của file, hỗ trợ chia sẻ, nén, giải nén file rất tiện lợi. Rõ ràng là khi so với kiểu quản lý khá tù của iOS thì Android tỏ ra là vượt trội hơn hẳn. Bạn có thể tải về và trải nghiệm Sliding Explorer hoàn toàn miễn phí từ Play Store. Vừa rồi là đề cử nhanh của Viettel Store TV về top những ứng dụng được đánh giá là ngon nghẻ nhất mà anh em có thể tìm thấy trên chợ ứng dụng của Android mà iOS thì không có hoặc là thực sự là không thể bằng được do giới hạn của Apple. Nếu các bạn cảm thấy video này hữu ích thì hãy like video và ấn subscribe để có thể cùng đồng hành với Viettel Store TV trong những video hữu ích tiếp theo nhé. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.